Chào mọi người, chào anh em Nam Mi. Hôm nay mình lại ra hồ đi câu cá rô phi tiếp mọi người ạ. Mình vừa vào một cái cỏ đồi, gọi là một cỏ đồi nhưng mà bây giờ nước nó đã dâng gần nút cỏ đồi này rồi, thành một cái đảo mọi người. Đảo này, cái đồi này tuy nó không cao như cái đồi phía bên kia nhưng nó, nước nó rút nhìn cũng khá cao. Đây mình sẽ quay xung quanh cho mọi người xem. Đây mọi người nhá, đó thuyền mình đậu bên phía đấy. Phía bên này nước nó bao phủ hết rồi, trên này nó lên chừng 1 mét nước chiều cao nữa mọi người, là lút quả đồi này đấy. Đây là bao quát cái quả đồi của mình, hôm nay mình sẽ ngồi câu khu vực này đây đó mọi người thấy không đó. Sang phía này là mình sẽ câu theo hướng bên này, chống ánh nắng nó chiếu thẳng vào máy coi nó bị lóa mọi người nhá. Đây mình sẽ buông cần, đây mình cũng câu với một cần đài duy nhất mọi người ạ. Đó, giờ mình chuẩn bị cần và xuống mồi xem thế nào, hy vọng chiều nay có cá rô phi to vào câu giật một lúc cho nó thoải mái con người mọi người ạ. Dựng ô thì là không dựng vì là không biết là có nắng nhiều không, lúc nãy nó mát đấy, mình mới ra nó mát, bây giờ nó lại hơi nắng lên mọi người này. Câu tầm 3 tiếng mọi người nhá, 3 tiếng thôi, cá câu 3 tiếng là được nhiều nếu có mọi người ạ. Gặp điện có thì cũng giật thoải mái luôn, cá là đỡ. Nó lên những vị trí cao của đồi này thì khá nhiều cây luôn mọi người ạ. Câu bằng cần máy nó sẽ mắc tương đối nhiều. Cần này nó đỡ hơn. Đấy. Mất cây ra ngoài đấy. Trời khá gió to mọi người ạ. Mình vừa xuống cần xong, chờ đợi cá vào thôi. Chưa xuống khỏi mặt nước mọi người ạ, rất nhiều cá. Đây mọi người này, run này, ném này, đó có ngay nhá. Ăn đây, ăn đây, ăn đây, chưa rút rồi. Rồi đấy mọi người, nhanh và gọn, rất nhanh và gọn nha.
vé như thế này mọi người, nhắm ra là nó kéo liền thôi. Nó không to mọi người ạ, size nó cũng vừa vừa mà, nó nhiều. Khá nhiều cá mọi người ạ, tội là nó không được size to quá, nó cũng khá nhiều, giật nó cũng khá đã tay nhá. Mình quá nhiều cá. Ngồi chìm một mét nước là cá ăn rồi. Chạy cái này to. Đấy là nó nuốt luôn. Mình câu một hồi cũng được rất nhiều cá mọi người ạ. Và mình phát hiện ra ở trên cái đồi này này, trên cái đảo này này, rất nhiều cái lạc tiên mọi người nhá. Đây, cây này thì hái về luộc ăn thì rất ngon, tác dụng là chữa đau đầu và mất ngủ mọi người ạ, rất nhiều luôn. Chốc nữa mình câu thêm một tiếng nữa và chốc nữa mình cũng hái một ít mang về luộc ăn mọi người nhá, nhiều lắm mọi người này. Cả cái đại này nó mọc hết lên các cái cây này này, rất nhiều luôn. Đó. Cây lạc tiên này này, rất nhiều mọi người ạ.
Nó đang có cây, nó đang ra trái mọi người kìa. Đây này. Đấy. Đây này, nó đã ra trái mọi người này. Đang ra hoa ra trái rồi mọi người này. Cái này già rồi. Quả nó đây này. Ngày xưa mình nhỏ mình hay ăn đây này. Đây. Quả nó đỏ đỏ mọi người này. Quả này chín thì có màu hơi vàng đỏ, có quả màu đỏ màu vàng này mọi người, là nó đã chín này. Ngày xưa bé chăn trâu là mình hay lấy quả này ăn lắm này mọi người. Đó. Rất đẹp. Ngậm không mọi người ạ. À nó ngậm. Nuốt luôn. Khá mệt thật, mỏi hết tay mọi người ạ. Cá được khá nhiều, bây giờ mình cho mọi người xem cá này. Đây, cá đã giật từ 2 giờ đến giờ mọi người ạ. Đó. Khá nhiều luôn mọi người nhá. Thôi, mình không câu mọi người ạ, kết thúc buổi câu hôm nay ở đây mọi người ạ. Mình chào mọi người nhá, hẹn mọi người trong những video lần sau nhá. Đi giật cá rô phi cho nó phê sảng khoái mọi người ạ, giải trí.